con này còn 2 kg. Con này 2 kg á. Trời ơi, con này 2 kg cả nhà. Trời ơi nha. Nó lấy chuột vậy á. Hôm nay Đạt đi qua bên bến sông bên kia Long An để đi thăm bãi vắng cả nhà. Đây này, đây này. Con này im lắm á, coi chừng nó hổ á. Thấy chưa? Hoành chà bá luôn. Hoành bự lắm à. Ký lô. Ừ, hái có lý ra. Hồi nãy giờ thăm mấy cá không dính, ông thăm cá dính nè. Hay thiệt. Nè. Ừ, trời má ơi, con hoành cả ký lô á. Để bên đây bắt này. Quá nắng này. Cái này là để bắt luôn đi. Ủa, em bắt luôn đi. Ờ, tôi bắt không nổi rồi. Má ha, vậy cầm máy quay đi. Bỏ vào lưới đi. Má chẳng hạn bự, trời ơi. Lúc cá rồi. Tí, bắt trời này. Ăn khủng. Sao tối hồi đó. Chạm cho màn hình nha. Chạm cho. Nổi lên. Thế là tiết kiệm pin. Ghê thật chứ, trời ơi, mạnh cả ký luôn. Trời ơi. Ừ, mạnh cái khúc đó nè. Khủng thật chứ. Cái này nhầm hầm được ba người nhậu đủ à. Ba người nhậu là hoàn là má nhậu ra luôn. Quá khứ. Rồi, con hành ký á. Con đầu tiên các bạn. Nắng quá nè. Đạt thăm xui quá. Rồi, cái này mở chuột được hết. Tắt đâu? Trên đây nè. Đây nè. Bấm cái. Ồ, đây nè. Ngay chỗ này nè. Bị đốt nè. Bài đốt ngay đây thì trời. Rồi, cái bẫy đặt đây nè. Bẫy rồi. Bẫy rồi. Thua luôn. Đây cả nhà, giang hổ nè. Kiếm mấy nè. Nành nữa nè. Ghê không? Bị cái bẫy đốt hồi nãy nha. Đốt cháy cái bẫy chết giang hổ luôn. Con này kiếm mấy á. Còn hai nành nữa nè. Ghê quá trời ghê. Cái này đạp phải xử lý cẩn thận như thế nha. Chứ để cái xương với lại nanh á, người dân đi đường đạp có là xong tới chuyện luôn á. Ổn quá. Ôi ôi trời. Quá trời cả nhà. Ôi ôi như vắng. Để bay đang đuổi con. Đang mung luôn. Đang mung luôn. Đang mung luôn cả nhà ơi. Thấy chưa? Vàng hết tao nói hay không? Bà con nhắc con đất thứ già là ví dụ. Cái đã. Nhắc con đất trà. Nè, đem lên, đem lên. Con này còn 2 kg. Con này 2 kg á. Trời ơi, con này 2 kg cả nhà. Trời ơi. Con này còn 2 kg cả nhà. Cái này 2 kg cả nhà ơi. Nãy chết con vậy dính con. Ừ, nó cái ghê quá trời bá luôn. Nó phản. Sống chết. Sống sống. Ừ, con rắn này. Trời ơi, trời đen thui nữa cả nhà ơi. Má ơi. Vô ngay khu giáng hổ rồi cả nhà ơi. Đây con này, con này. Ôi, con này nửa ký lô quá. Con này hơn á. Ừ. Rồi bây giờ về trời bắt cho nhà xem ha. Con này 2 kg quá nè, bự quá bự nè. Nhà phải bắt ra ha. 2 kg giờ 3 triệu á. Đâu. Mấy? Mấy mà. Mấy 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 à? Cho rẻ này rẻ mà không 900. 900 rồi hả? Ừ. À, trước 7 rưỡi nhiêu? Đâu bán ở đâu? Bán ở đâu ký 900. Chứ Sài Gòn 7. Tự đi bán rồi hả? Chồng cái bao vô đi. Túi này đi, túi này im nè. Túi này tao thấy có lý hơn túi gì. Tao sao vô xíu đi. Không, còn cái hôm nữa chứ. Từ từ, sao sao, nhắn này cũng hiền mà. Ờ, hiền, nhắn này là hiền. Lô. Từ từ đang bắt ra nè, hết 3G rồi.
hết wifi 3G giờ sống bên đây nó mạnh tốt wifi quá, tốt 3G quá. Con này phải 2kg á, đây cần thử coi. Con này 2kg. 2kg có. Ví dụ con thêm dính thêm một con khẩu sáp chắc cũng 7 lạng nữa nè. Sáp gì? Sáp gì? Mày nó trúng mánh rồi. Nhậu hơn đó, nó hỏi nhậu không? Nói gì đó, nó trúng mánh thì nhậu hỏi nhậu không kìa. Về đi ghé. Không có, đưa cho nhậu rồi chứ em không nhậu em có một chuyện rồi. Đúng rồi. Có hành này không là cả ký luôn mẹ ơi, nhắn cái đầu trời giờ luôn, má hết biết nhắn. Có. Đây nó cũng 10 cái nữa. Có, em chục cái. Có rồi, đặt anh Ben ăn chỉ thật rồi. Rồi. Rồi, bị cái vậy. Đặt rồi. Giờ đẩy quay clip con nhắn này, bắt nhắn này gửi cho coi. Con này quá bự luôn. Rồi má ơi. Gì kể ghê cha. Gì ba. Từ từ nha Vũ. Từ từ nha. Lát đậu nằm đây lấy cây đè gì không? Ừ. Hổm hụt hình con, hụt hình lằn. Chắc chưa ta. Má nó khẽ ghê chạy. Đọc không á. Từ đừng la, nguy hiểm quá. Rồi, chơi hay đâu. Hồi nãy đang quay tự nhiên hết pin cả nhà. Giờ là phải quay chạy về nhà thấy mới quay. Bắt được con rắn anh nha. Đây, con này cái 7 cái 8 vậy nè. Anh em nào cần liên hệ ha. Đậu đất nha. Đó. Bây giờ đặt sẽ bỏ vô đây, rộng đó. Rồi, bây giờ đặt chuẩn bị đi câu cá, nước vô ngon quá. Kiếm mấy con cá chẻm ha. Đây, cả nhà, bữa nay đặt đi câu cái cần này nha, mới đi thăm rắn về. Đó, thì chuyến sau sẽ tăng cường thêm 7 chỗ đó. Tại vì 7 chỗ đó rất là nhiều rắn hổ nha. Đó, bây giờ Đạt sẽ đi câu cá quay cho nhà xem ha. Chồng câu vợ gỡ vậy hả? Hạnh phúc dữ trời. Có một lưỡi gì chú? Rồi dây đít đào luôn. Rồi ôi, cá quá trời cá luôn. Còn gì hết cá luôn, còn gì nữa đâu. Chém lại tha đi đúng không? Đó đó, nó lòi đi đó. Tôm lòi á. Lên cá đầu tiên nha anh nè. Đây cả nhà, con đầu tiên. Ơi cho nó chạy dữ vậy. Rồi, dữ ha. Đây. Con đầu tiên. Quá im luôn hả cả nhà ha. Lên hàng nha cả nhà, lên hàng nữa cả nhà. Con này cũng cỡi con nãy. Quá đẳng cấp. Đúng là con mồi. Con mồi con cào sình đó nha. Con cào sình là con cá sắt á. Đó, super chào. Hai con nha. Hai con rồi cả nhà ơi. Con cào sình đó nha. Lên hàng nè cả nhà. Con nữa nữa nha. Vui vậy. Quá im. Cào sình đó nha anh em. Quá trời cào sình ạ. Cào sình này là số 1 nha. Mèo quá. Sậy quá. Sậy. Chết. Lên nè. Tiếp tục cào sình. Không còn miếng màu luôn, mất miếng là mất tiêu giá luôn cả nhà.
Đây, banh chạnh cầu sình luôn rồi nha. Con thứ ba nha. Rồi, nay nước nó không ăn cả nhà. Bao cá luôn cả nhà. Bao cá nha. Ba con. Sáng giờ được ba con. À, con cầu sình dính không? Quá hay, quá dữ, quá đẳng cấp. Đây, bao cá nha em.